Các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vật Vờ Studio và như các bạn cũng biết có một cái chủ đề mà chúng ta sẽ quan tâm đó chính là nên mua Samsung Galaxy Note 9 hoặc là những cái sản phẩm của Samsung với phiên bản hàng Hàn Quốc hay là không? Thì ngày hôm nay mình cũng sẽ tổng hợp lại một cách cố gắng là đầy đủ nhất cho mọi người. Thứ nhất là về ưu điểm thì có thể nhận thấy ngay là được về mức giá những cái sản phẩm như phiên bản Galaxy Note 9 Hàn Quốc có mức giá cực kỳ thấp và mềm hơn so với hàng chính hãng rất là nhiều. Và cụ thể thì mình có tham khảo tại XT Mobile nếu như mà anh em nào đang có nhu cầu mua Note 9 nhé. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sản phẩm Note 9 trong tháng 10 này vì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều quà tặng ưu đãi. Có thể là nhận ngay phiếu mua hàng 2 triệu rưỡi trừ thẳng vào giá bán. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể nhận được những cái ưu đãi khác ví dụ như là mua Note 9 khi mà đổi nốt 8 lên đời chỉ phải cộng thêm có mỗi hơn 6 triệu và chi tiết về sản phẩm cũng như là cái chương trình như thế nào thì anh em hãy tham khảo đường link phía dưới mình sẽ để ngay phần mô tả chi tiết. À, ngoài ra thì mình có tham khảo thấy là về mức giá của Samsung Galaxy Note 9 bản Hàn Quốc nếu nhà mua tại XTE Mobile với chương trình khuyến mại trong tháng 10 này thì mình sẽ mua được với một mức giá rất là ngon. Đại khái là 18-19 triệu là mình đã mua ngay được phiên bản 512GB rồi Trong khi đó thì hàng chính hãng với mức giá đó chúng ta chỉ mua được phiên bản 128GB mà thôi và với phiên bản 512 ghi hàng chính hãng thì phải đắt thơ về tầm 23 24 triệu cơ. Và nên lưu ý rằng nếu như anh em muốn có một mức giá tốt nhất thì nên đặt hàng càng sớm càng tốt. Tiếp theo cái ưu điểm thứ hai về Note 9 phiên bản Hàn Quốc. Thứ nhất là hiện tại thì chúng ta sẽ có thêm sự lựa chọn màu sắc đa dạng hơn khi mà lựa chọn Note 9 Hàn Quốc. Có thêm màu tím mình thấy là cực kỳ đẹp và nữ tính, nói chung là ấn tượng. Và điểm thứ ba là khi mà mua Note 9 Hàn Quốc thì anh em sẽ có được tặng kèm một chiếc bút SP nữa cái này thì cực kỳ là tiện lợi cho mọi người mà nếu như mà có trong cái trường hợp mà mất hay là hỏng hóc gì đấy bà Vinh có mở hộp nốt 9 hàng sách tay rồi anh em có thể xem lại video thứ nhất là mọi người có thể thấy là phiên bản nốt 9 Hàn Quốc chúng ta chỉ về theo đường hàng sách tay thôi và cái chính sách bảo hành sẽ không đầy đủ và nhiều như là bảo hành của các đại lý chính hãng của Samsung chúng ta sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo hành của đại lý phân phối điểm thứ hai hàng hàn quốc thì chúng ta sẽ không tránh khỏi những cái bất cập khác ví dụ như là vẫn tồn tại những cái ứng dụng của nhà mạng mà chúng ta không thể xóa bỏ một cách thông thường này rồi là khi mà chụp ảnh mọi người cũng không thể tắt được âm thanh chụp ảnh rất là khó chịu nhiều lúc là thấy phiền và muốn mà loại bỏ được những cái điều phiền phức như thế này thì mọi người sẽ phải rút máy và nếu như là rút máy thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến một cái khá là quan trọng và nhiều người dùng đang thích khi mà sử dụng các sản phẩm của samsung đó chính là samsung pay À, nếu như mà máy của bạn rút thì mình có đọc một vài những cái phản hồi là khi mà máy đã rút rồi thì Samsung Pay sẽ bị lỗi này. Ngoài ra thì Samsung Pay với phiên bản Hàn Quốc thì sẽ chỉ hỗ trợ cho một vài những cái ngân hàng mà nhận được cái sự hỗ trợ của Samsung Pay Hàn Quốc thôi. Tức là nhiều khi những cái thẻ ngân hàng nội địa của Việt Nam chúng ta là sẽ không xài được Samsung Pay phiên bản Hàn Quốc. Và một cái nữa mà dễ ảnh hưởng đó chính là về Samsung Galaxy Gift, những cái đặc quyền của Samsung dành cho người dùng thì với phiên bản Hàn Quốc chúng ta sẽ nhận lại được những cái ưu đãi ít hơn so với phiên bản chính hãng. Và điểm tiếp theo cũng là một nhược điểm đó chính là phiên bản Hàn Quốc của chúng ta thì chỉ có một sim thôi. Nếu như mà mọi người muốn về Việt Nam và sử dụng hai sim thì chúng ta sẽ phải có những cái thủ thuật khác và vừa rồi là những ưu nhược điểm của việc lựa chọn một thiết bị Samsung Galaxy Note 9 phiên bản Hàn Quốc vậy còn so trong tầm giá thì sao à, với cái mức giá mà mình mua khuyến mại ở XT Mobile trong tháng 10 này thì phiên bản Note 9 um, cứ cho là phiên bản cao nhất đi 512GB mình sẽ uh, vấp phải sự cạnh tranh của các đối thủ khác trong phân khúc từ 15 cho đến 18, 19 triệu cụ thể chúng ta sẽ có những sản phẩm như là Oppo Find X này, Huawei P20 Pro này cũng như là iPhone 8 Plus À, thì thực sự mỗi sản phẩm mình nghĩ rằng đều có một cái thế mạnh riêng và nếu đối với Oppo Find X thì nó sẽ là một cái thiết kế hoàn toàn độc đáo phá cách. Bên cạnh đó thì Huawei P20 Pro là một sản phẩm cực kỳ ấn tượng với khả năng chụp ảnh tuyệt đỉnh ba camera. À, ngoài ra thì iPhone 8 Plus là một sản phẩm là mang thương hiệu của Apple này. Chúng ta có sự hỗ trợ cập nhật nhanh và lâu dài đến từ Apple và chúng ta có một hiệu năng mạnh mẽ. A à, có một sản phẩm nữa cũng cùng họ hàng nhà Samsung đó chính là Samsung Galaxy S9 Plus. Tuy nhiên đấy sẽ chỉ là những sản phẩm mà các bạn sẽ lựa chọn cân nhắc trong phân khúc này. À, còn người dùng mà lựa chọn Note 9 thì mình nghĩ rằng họ sẽ chủ yếu lựa chọn những cái mà Note 9 đem lại cụ thể đó chính là cái bút S Pen đặc trưng với những cái tính năng mà chỉ có Note 9 và bút S Pen có mà thôi. Bên cạnh đó thì phải nói rằng Note 9 cũng có những cái công nghệ mới nhất, rồi là cũng có chụp ảnh đẹp này cấu hình tốt và ngoài ra thì có thể có khả năng kết nối Samsung Dex này cho các phép các bạn là có thể thuyết trình cũng như là sử dụng như là một chiếc máy tính rất là tiện lợi. Và tóm lại thì vừa rồi mình đã đưa ra cho các bạn những ưu nhược điểm khi mà lựa chọn Samsung Galaxy Note 9 hàng Hàn Quốc Và mọi người có thể cân nhắc để lựa chọn Thực sự thì mình thấy nếu như mà các bạn muốn lựa chọn một sản phẩm trải nghiệm Note 9 là một flagship này Nhưng mà vẫn muốn tiết kiệm chi tiêu thì có thể lựa chọn Note 9 phiên bản Hàn Quốc Và chúng ta sẽ phải chấp nhận một vài những cái nhược điểm mà không thể khắc phục được à, Anh em nếu như mà quan tâm đến Note 9 ý, thì đừng bỏ lỡ cơ hội ưu đãi tại XT Mobile chỉ trong tháng 10 này thôi chúng ta sẽ nhận được rất nhiều quà tặng hấp dẫn có thể là lên đời máy này chỉ là cần máy Samsung thôi hoặc là mua mới vân vân và mây mây chi tiết về chương trình thì mình sẽ để phần mô tả ở phía dưới nhé đứng link ở đấy và các bạn đừng quên like, share, subscribe, bấm chuông vật vờ studio để xem những video mới nhất. Và đừng bỏ lỡ những video về Samsung Galaxy Note 9 mình có rất nhiều ở phía này nhé.